vì sao trọng tài không cho Đức hưởng phạt đền? Trọng tài Anthony Taylor đang được nhắc đến rất nhiều sau trận đấu giữa Tây Ban Nha vs Đức khi ông bỏ qua một tình huống có thể thổi phạt đền của đội chủ nhà. Tình huống để bóng chạm tay của Cucurella. Trận tứ kết đầu tiên của Euro 2024 đã diễn ra nghẹt thở đến tận những phút cuối cùng. La Roja vượt lên dẫn trước để gỡ hòa ở phút 89 trước khi ghi bàn ở phút 119 để giành chiến thắng 2-1 và tấm vé đầu tiên vào bán kết. Một trong những tình huống đáng chú ý nhất trận đấu này là khi trọng tài Anthony Taylor không thổi phạt đền cho đội tuyển Đức ở phút 107. Theo đó, Musiala tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng chạm vào tay của Cucurella trước khi đổi hướng và bay ra ngoài. Thậm chí, tình huống quay chậm cho thấy cánh tay của hậu vệ Tây Ban Nha đã khiến cơ thể của cầu thủ này phình to hơn bình thường. Có một điều đặc biệt là VAR đã không vào cuộc ở tình huống này. VAR gần như không kiểm tra và hoàn toàn bỏ qua tình huống dẫn đến penalty cực kỳ quan trọng. Quyết định này của trọng tài Taylor khiến các cổ động viên của đội tuyển Đức vô cùng bức xúc. Dẫu vậy, với các cổ động viên trung lập, đây là quyết định hợp lý bởi bóng sút quá nhanh và Cucurella đã có hành động thu tay về nhưng không kịp. Ngoài ra, một bản tóm tắt trước Euro 2024 của UEFA liên quan đến bóng chạm tay đã đưa ra một ví dụ cụ thể giống như trường hợp tương tự Mark Cucurella. Theo đó, tay của Cucurella không ở gần cơ thể nhưng nằm ở phía dưới và ở vị trí tự nhiên. Việc anh để bóng chạm tay chỉ là vô ý khi đang tìm cách thu tay lại. Ngoài ra, cầu thủ này cũng đang không nhìn vào bóng. Đây là những tình tiết để trọng tài quyết định không thổi phạt đền. Một ý kiến khác thì cho rằng Đức không được hưởng phạt đền là do ở tình huống trước đó, một cầu thủ của Đức đã việt vị. Trọng tài đã được thông báo về điều này thông qua các trọng tài VAR nên ông giữ nguyên quyết định của mình. Có ý kiến cho rằng một cầu thủ Đức đã việt vị trước tình huống chạm tay của Cucurella nên không có phạt đền. Dù sao thì tình huống này vẫn đang gây tranh cãi rất lớn trên mạng xã hội.